Kịch bản của mày nó dở lắm, sắp kết thúc rồi. Đấy, để xem mày còn vênh vác được đến bao lâu nữa nhé. Chị Hạnh sắp về rồi, mà chị Hạnh về đây là mọi cái trắng đen ra đen, trắng ra trắng, gọi là nó toang hết, hiểu chưa? Úi giời ơi, chị Hạnh về rồi. Vâng, chào chị. Dạ. Sở dĩ tôi muốn mời chị đến đây, vâng, bởi vì chị là người khởi xướng. Dạ đúng rồi. Chị cũng là mẹ của Linh. Dạ đúng rồi ạ. Đây, bà xem đi. Vâng, để có được cái tờ giấy này là công tôi lớn lắm chứ không phải là đùa đâu. Đấy, phiếu kết quả phân tích ADN. Ôi, chị Hạnh ơi, chị xem lại cái kết quả này nó như thế nào. Tôi thấy là chắc là họ nhầm đấy. Cái con kia không gì là không dám làm, chắc là nó mua chuộc hoặc là nó dở cái trò gì đấy mà nó bảo cái bên kia làm theo cái lời của nó đấy. Mẹ, kết quả không thể như này được. Mẹ tận mắt chứng kiến mọi chuyện rồi đấy. Mẹ vừa lòng chưa? Vừa lòng cái gì? Mẹ thấy cái kết quả này nó sai, nó thế chị nào? Ơi, chị nghĩ sao là nó mua được kết quả? Tôi là người mang đi và tôi cũng là người lấy về. Làm sao có tiền mua được kết quả? Này, tôi nói cho bà nghe nhá. Bà can thiệp vào gia đình tôi sâu rồi đấy. Bậc làm cha làm mẹ luôn luôn mong con cái mình hạnh phúc, thế mà không hiểu sao mày cứ toàn phá thế nhỉ? Mẹ đi về đi. Mẹ đi về đi, từ bây giờ mẹ đừng bao giờ can dự vào cuộc sống của con nữa. Đi về đi. Đi về. Đuổi mẹ thật à? Tôi về nhá. Thì ra là con của Tùng về. Kinh bạc này mẹ con mình thắng đậm rồi con ơi. Còn cháu, cháu đưa cái điện thoại cho bác. Dạ. Cái sóng điện thoại nó rất ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng. Bác ơi, cháu hứa với bác là sẽ ít dùng điện thoại ạ. Nhưng mà cháu không thể nào thiếu nó được. Thỉnh thoảng bác cũng phải cho cháu giải trí chứ ạ. Vì cái sự không thành thật của cháu vừa qua, cho nên là cháu nên ở nhà, không ra khỏi cửa nửa bước. Khi nào được phép cháu mới được ra ngoài. Và trong lúc ở nhà ấy, cầu phúc cho đứa bé ở trong bụng cho nó khỏe mạnh. Đưa điện thoại đây. Suốt ngày bùa với trà chú, đúng một cái lũ điên. Là cái đồ đàn bà lăng loạn. Cô cũng không ngờ cái thai trong bụng là của tôi đúng không? Tùng nói gì đấy? Mi không hiểu. Thì ra là bà Tâm nói đúng. Cái thai trước của cô đã bị sẩy, thế nên cô phải đi gặp thằng Nam để cầu cứu. Hai người quyết tâm dính bầu cho bằng được, rồi định úp cái bô đấy lên đầu tôi à? Sao Tùng lại nghe lời cái bà vô học đấy nhở? Thôi im đi. Không thì giải thích kiểu gì? Đúng là cái đồ lăng loạn, tí nữa thì lộ hết. Mày nói đủ chưa à, cái thằng chó đẻ kia? Mày nghĩ tao mà phải lập đền thờ trinh tiết với mày á? Cái loại mày ấy, nếu mà mày không hám gái thì đã không có cái chuyện xảy ra như ngày hôm nay rồi nhá. Hai người, chị vừa nói cái gì cơ? Hai người làm sao cơ?